In Game Mobile tuần cuối cùng của tháng 3 này. Hãy sẽ cùng các bạn khám phá xem tuần này có gì hấp dẫn nhé. Game thủ Việt thi nhau bản ArcGIS Mobile Trung Quốc để chờ bản Việt. Đại gia Việt kiểu Mỹ, mình thích thì mình lên VIP 11 thôi, chưa ngán gì đua top. Huyền thoại Võ Lâm chính thức ra mắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2017. Mới đây, các game thủ đã ra bán tài khoản CF Mobile Trung Quốc của mình để chờ đợi cho phiên bản Việt sắp tới. Không có biết là công sức và tiền bạc bỏ ra trong thời gian qua là như thế nào, nhưng mà đại đa số các tài khoản đều được ra bán với giá khá rẻ so với trước đây. Cách đây không lâu, có thông tin rằng tựa game di động bom tấn CF Mobile đã được đưa về Việt Nam và dự kiến sẽ phát hành vào nửa đầu năm 2017 với tên gọi là Crossfire Legend. Các game thủ đã có kinh nghiệm sẵn sàng giao bán tài khoản CF Mobile Trung Quốc của mình, một phần vì đại đa số đều đang chờ đợi phiên bản Việt của game nên không còn cảm thấy hứng thú với những tài khoản khủng thuộc phiên bản gốc nữa. Mọi thông tin mới nhất về game sẽ được GameHub đăng tải trong thời gian tới. Cộng đồng lục địa huyền bí đã có một fan rúng động khi đại gia Việt kiều Mỹ Kenzie469 đã trở thành người chơi đầu tiên sở hữu danh hiệu VIP 11. Việc một người chơi chi bạo lên VIP, xưa này không là việc gì lạ lắm, nhưng mà so với cúp server 1-6 của lục địa huyền bí thì đây là một câu chuyện khác. Cư dân lục địa huyền bí được chia làm hai phe, cam liên minh Robo và tím hiệp hội gió. Mỗi game thủ đều có một lòng tự tôn rất cao với sức mạnh của phe mình. Giờ này, thế trận giữa hai phe tại cụm server 1-6 luôn luôn ở thế giằng co, bảng xếp hạng trên nhau nắm giữ, Long Thành Thần Hộ có khi thắng, khi thua. Bởi vậy, sự kiện bạo chi lên VIP 11 được coi là một bước ngoặt của cụm server, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ cho phe tím của người chơi Kenzie9999. Nếu là một người đã từng thả hồn trong từng câu chữ của tiểu thuyết Tiên Hiệp Chu Tiên thì giờ đây, tựa truyện này sẽ được chuyển thể thành một tựa game mobile. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới lạ dành cho các fan hâm mộ và đặc biệt là các game thủ yêu thích thể loại game tiên hiệp. Chu Tiên kiếm sở hữu đồ họa 2/5D với bộ cài rất nhẹ và phù hợp với hầu hết các cấu hình smartphone hiện nay. Ngoài việc sở hữu các môn phái, NPC, hệ thống bản đồ và các tính năng bám sát cốt truyện, tựa game còn bổ sung thêm hàng loạt tính năng mới đặc sắc như hệ thống chuyển sinh, hệ thống trang bị phong phú, hệ thống PK lên server, không thành chiến, tam giới loạn chiến. Số lượng nhiệm vụ hoạt động hàng ngày trong game được đánh giá là nhiều gấp đôi so với các game tiên hiệp khác hiện nay. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, huyền thoại Võ Lâm đã chính thức ra đời. Tựa game là sự kết hợp đột phá giữa chất Võ Lâm kinh điển với yếu tố chiến thuật để quyết định chiến thắng. Ngoài ra, có rất là nhiều tính năng mới mẻ khác. Điều này sẽ đem đến cho người chơi những trải nghiệm kích thích và đầy kịch tính. Game cho phép người chơi hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng từ các tiểu thuyết của Kim Dung như Nhạc Phi, Triệu Mẫn, Hư Trúc, Lệnh Hồ Sung. Từ đó chính bản thân mỗi người chơi quyết định sẽ đi tìm huyền thoại hoặc trở thành huyền thoại ở dòng game Võ Lâm phát triển trên nền tảng chiến thuật này. Tựa game được các chuyên gia nhận định là có nhiều tính năng PvP và PvE thú vị. Với những phần chơi này của huyền thoại Võ Lâm, các game thủ hẳn sẽ có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Mặc dù chưa chính thức ra mắt, nhưng tựa game Võ Lâm VTC liên tục thả thính khiến cộng đồng game thủ được một phen dậy sóng. Tựa game này lấy đề tài xuyên không, người chơi sẽ vào vai một chàng trai trẻ ở thời hiện đại, trở về thời kỳ Võ Lâm loạn lạc nơi đây bảng sẽ được hắn đầu giang hồ và hành hiệp trưởng quý. Đồng hành với nhân vật chính sẽ là vô số các anh hùng hào kiệt cùng sát cánh trên con đường trấn áp minh chủ, thống lĩnh giang sơn. Đồ chơi của Võ Lâm VTC sẽ dựa trên yếu tố chiến thuật và xây dựng đội ngũ làm chủ đạo. Bên cạnh đó, hàng loạt các pha chiến đấu gay cấn cùng các hiệu ứng võ công sống động hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút trải nghiệm mãn nhãn cho các tín đồ yêu thích của dòng game tiến hiệp. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Game Mobile cuối cùng của tháng 3 này. Nếu các bạn muốn khám phá hạnh thì hãy theo dõi bản tin thứ 6 hàng tuần trên GameHub.vn nhé. Và giờ thì xin chào và bye. Bản tin. Sanagi, Sanagi, Daisuki, I love you, chiu chiu.